Mình xin chào tất cả các bạn. Ngày mới thì mình xin chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ dạ. Dạ 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 dạ. Rồi rồi rồi. Dạ. Dạ 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 dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Mình còn làm một cái miếng đất này nữa thì mình sẽ rời cái khu này. Thì mình đi về cái Ba Động, mình làm cái miếng đất 90 công. Miếng đất này thì cách đây hồi năm rồi á, thì mình cũng có làm miếng đất này rồi. Thì chú này, chú cũng mến mình hồi năm rồi tới năm nay. Thì giờ mình quay về đây, thì mình làm. Hồi năm rồi thì cái bờ này khá là cao, thì mình ban cái bờ này cho chú nè. Thì mình cho chú trồng trồng rau, trồng dòng á. Thì hiện tại cái tình trạng miếng đất này thì cái mương này nè, mương này giờ rất là sâu, giờ mình dập cái mình móc cái đất bên đây, mình tấp vô đây mình làm cái chân mới, rồi mình làm cái mương mới á, như chân mình ốp ở trong cho nó bồi lại cái bờ bị mồi á. Thì cái thứ hai thì mình sơn cái bờ đó thẳng trên kia. Thì cái bờ đó hiện tại mùa này mùa sâu lứt á, bờ đó giờ nó lứt dữ lắm. Cái sâu lứt mà giờ cái bụi phấn của nó không là mình ngứa cả ngày. Nãy giờ mình thấy cái bờ không, mình nãy giờ là mình ngứa rồi đó, mình chưa làm mà mình thấy mình ngứa rồi. Gì chú Tư? Cho cải gì chú Tư? Dạ dạ, cảm ơn chú Tư. Vậy chú Tư bỏ đó chú Tư, con chút ăn sáng ăn bơi lại đó cái con lấy luôn chú Tư. Dạ 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 dạ. Quá trời cãi chú Tư tốt, quá trời tốt ông ơi. Ủa chú Tư cái này nó cũng lớn hơn đang chừng nào mình hái mình bán. Vậy hả? Dạ. Đây là cái bờ mà ngay cái đường đi. Sâu lứt cũng khá là nhiều. Bờ lộ này nó meo quá. Thì mình lấy cái đất cứng mình kè kè ra rồi mình bỏ đất vừa vừa thôi, chứ mình không bỏ nhiều. Bỏ nhiều cái nó sạt. Nước này hơi nhiều rồi. Chú vô đất mình nói chú xuống ở dưới xả nước bớt rồi. Bên đây mình mới làm được một đoạn. Đây là mình dọn mấy cái lứt này cho bà con người ta đi cho nó không có bị ngứa. Gió nó thổi hướng này nè, hướng này qua đây nè. Mình làm về cũng đỡ. Nhưng mà cái người chạy xe chạy qua thì mình chạy qua đường này hoài luôn á. Mỗi lần chạy về tắm à. Mình bỏ ít ít vậy á, nhưng mà cái bờ nó không sạc thì người ta không nói, chứ mình bỏ mà cho cao lên rồi cái nước mưa á, cái nó chảy ra đi thì người ta chạy cái đường trơn trượt. Làm cái này thì mình chắc lên có gào mình đi à, nên tốc độ cũng lẹ lắm. Thì mình làm tới cái bờ đó mình ngưng rồi, xong mình lại góc bờ đó rồi có cái chú kia kêu mình làm cỡ 1 tiếng 2 tiếng làm lỗ mồi nữa. Thì ở gần thì thôi mình cũng làm luôn.
Thì hiện tại giờ mình lên thì mình cũng làm với chú tầm chừng cả 2 tiếng vậy đó. Rồi xong cái mình giữ cái nước lại nè, để mình xuống xe. Do cái chỗ mình đang đậu nè nó sâu dữ lắm. Tại vì hồi năm rồi mình làm mình biết chỗ đó, năm rồi thì mình kéo cái cống, mình lắp cống chỗ này nè. Nên đất nó khá là sâu. Mà khi mình xả nước ra cạn á, cái xà lan mình nó hỏng, mình xuống vậy nó nguy hiểm. Thì thà mình, nếu mình làm không kịp thì mình đậu nghỉ ngày luôn. Thì mình tranh thủ mình ăn cơm trưa xong cái mình lên làm sớm. Đang xả nước ra cái chú dời mấy bát đất qua đây nè. Đang kè cái bờ trong đây. Phía trong đây thì mọi nhiều quá. Làm món gì mà nó sôi sao hấp dẫn quá em? Cá rô kho khô tiêu với lại canh cải. Cải này sáng chú đất cho mình nè. Cho cải rồi cho tép luôn. Giờ chỉ bỏ công nấu thôi. Như nãy có đi chợ mua cá rô về kho khô. Thì mình mời tất cả các bạn dùng bữa cơm trưa với gia đình mình. Đây là cái chén mình cúng mấy ông chiến sĩ bất mặt khúc mài.
đây thì cũng tiện có cây nước của chú trên bờ á, sẵn đây thì mình cũng xin chút. Như cái hầm nước như vậy thì bên trong này thì mình cũng có dán cái gạch bông luôn. Rồi như gia đình mình thì xài thì tầm khoảng cỡ trên 10 ngày, nhưng mà dưới nửa tháng. Nhưng mà với điều kiện mình bơm, mình bơm phải đầy nha, chứ bơm có miếng về là xài vài ngày hết à. Chú cũng đang xả nước ra. Nãy giờ chú nấu nước trà, chú rủ mình lên làm đi nước trà biết sao lên bờ đây. Cái này thì mình tính làm nhiều chứ mà nào ngờ thì thấy làm sao cũng lẹ quá nè. Để mình ráng tới chiều nay chạy tới tối rồi luôn đang mình ra đập. Ra sớm ngày nào thì mừng ngày nấy. Thì mình chỉ kè vô gạo gạo để đặng ăn 50 năm sau cái nó dẻ xuống vậy đó, rồi chú bồi lên từ 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 nữa, chứ mình kè bự quá thì nó tuột xuống đường mương hết trơn à, lấp cái đường mương lại này thì mình thải lên gạo đất nữa thì nó sẽ tuột xuống. Ở trước mũi bà thì mình cũng không có múc nữa, mình chỉ múc ở ngoài, múc ở ngoài láng cho cái đường mương cho nó bồi lại.